Ở đây mình sẽ làm như thế này để mình ốp cái viên gạch vô ha. Để mọi người khi mà lấy á, mọi người lấy cho nó âm xuống miếng này, nghe thấy không? Cho nó âm xuống cỡ một ly thôi, một ly để mà mình bắn keo á, bắn keo vô đây nè, viên gạch nó nổi lên là bằng mặt luôn nha cả nhà. Chứ đừng lấy bằng mặt là bắn là viên gạch nó sẽ lòi ra ngoài nha. Mình lấy cho nó âm xuống miếng cỡ ly. Đây cũng vậy ha, nè, mình thấy nè, lấy âm xuống ha, âm xuống bắn keo vô là lòi ra là vừa. Đây hai cây, mình sẽ cắt nguyên tấm gạch mình để vô đó ha. Đây chỗ này cũng gì dưới đây nè. À, bây giờ mình sẽ đi xương cái khung này ha, để mà dán gạch vô, ấn gạch vô luôn. Với cái mặt sau này nữa, mặt sau này cũng dán gạch hết luôn rồi cả nhà. Cho nên là mình đi xương hết ha. Đây.